À, bà chủ nhá. Cây vả nhiều quả hay quá nhỉ. Đấy, vé nhiều quả. Cái này có nhiều tiền không chị? 2,5 triệu. Đấy, rẻ quá. Chị Liên. Đấy, lần đầu tiên thấy cái vả ra chợ cũng có quả ấy. Quả. Đấy. Nó đã ra rồi thì cứ thế nó phun ra. Hay quá. Nhà bác nào có nhà vườn để vào sung túc này đẹp quá. Sung mật đấy. Sau nó chín nó bằng nắm tay này, sướng lắm. Ăn tích. Lại xong cái gì đây? À, ơ cái tùng của anh à? Chả biết. Cái giấy cái gì như bao nhiêu? 5 triệu. 5 triệu một gốc. Bự nhỉ, cái gốc hoa giấy to thế. Bự thật. Đấy. Bự lắm. Rất béo. Cái đẹp, phân cái ổi này nhiều tiền không ạ? 5 triệu. Cái vả có quả là chắc chắn rồi, sướng. Hôm nào ra chơi cái này. Trồng lên cái chậu ở trong nhà có cái cây nó có nhiều quả, nó hay hơn sung nhiều. Cái vả hay hơn sung nhiều. Đấy là mình chơi theo kiểu sung túc chứ không phải chơi dáng thế chuyên sâu như các cụ ở đây. Mấy chục triệu nó khác. Còn ở đây cái cây ở nhà chơi cho nó sung túc nó phong thủy. Đấy, lên xe rồi đấy. Chúc mừng anh Quyến. Trời. Để chạy ra mặt sau, tía chạy ra mặt sau quay cái này. Xì. Lên xe anh. Về luôn đấy. Dạ dạ. Chúc mừng anh nhá. Đấy. Không có lối đi để vòng đằng sau. Giá đây chú, báo giá đây nào. Đây. Ông đi ra đây ông báo giá phía dưới anh em biết à. Ông Nhạn à. Chục. Chục. Chục đúng không? Cây dưới đi chơi. Chục. Một người B. Cao từ mặt chậu lên khoảng 50 phân. 50 phân. 50 phân. Tân trực. Dáng nôm na là vũ nữ thì gì đấy. Đại loại tùy gọi. Trực ra dáng cổ. Tán ghê chưa. Đấy, mưa không lọt xuống đến gốc. Giảm dày. Cái kia là ông để cho vời rồi. Rồi chả biết vời bán bao nhiêu. Rồi chả biết vời bán bao nhiêu. Bán đâu. Mà chả biết vời bán bao nhiêu tiền. Cứ bỏ đi chơi con này mà con xì thì hay quá. Ồ, con xì con xanh thì quá nhiều tiền. Mai nó cũng đẹp nhưng mà bây giờ mình bắt bằng chuộng ấy thôi, xanh xí thôi. Cây này mới giá trị riêng. Mai chính là đi quốc tế rồi mai được giải nhiều. Đúng rồi, mai có hoa, có quả mà, lá nhỏ dễ làm. Nhưng mà nó do văn hóa, do văn hóa. Vùng miền. Nhiều khi đẹp lại không được chấp nhận, không phải không được chấp nhận mà giá lại không bằng cái cây. Cái truyền thống. Cái chuối. Tí nữa để ra mặt sau quay cái này. Sau đẹp hơn mặt trước. Vâng. Anh nói thế này ông màng đúng mỗi cây đấy thì là chất lượng à? Đây, ông màng thì xanh kỳ ra thế này cũng được. Thế mà ông màng gà thì anh không tiền hỏi mà cái đấy tặng được. Màng gà thì chú nó bắt. Màng gà thì chú nó xong. Màng gà thì chú nó bắt. Đây, ông vời này kiếp chậu. Kiếp quá nhỉ. Chậu này nặng lắm đấy. À, cái trước đây nó cũng trên cái chậu này của ông à? Vâng.
vời vời. Ở đâu vời đâu ra trả tiền. Ở đây rồi. Không không bao giá cái này ấy. Bao giá đi. 15 triệu. Cứ tưởng đang ở đâu. Ồ cái cây xương cá này ghê quá nhỉ. Để đi vòng là sau quay mặt sau cái. Chờ em tí nhá, em vào gửi. Trả nốt tiền trước mua cây của vời. Đây, cây của ông nhạn. Mặt nào cũng được. Lên xuống đây. Số của ông thì báo nhiều lần lắm rồi các ông. Ông chịu khó theo dõi những cái video tôi. Tôi đấy. Chơi. Tôi dưới. Để xem các điểm là các giật của nó như nào. Đấy. Quốc hồn quốc quý của Việt Nam này. Quốc quý của Việt Nam. Rất hiếm nhiều tiền nhỉ. Đấy. Thành quá hiếm. Việt Nam có cái món dưới này là chơi bonsai rất phù hợp. Ô, ô, ông để chìa khóa đây à? Khóa vào chìa khóa bây giờ. Khóa xe máy vào rồi. Đấy bảo là lúc nào đi qua lại cầm nhầm chết. Chết mệt. Không biết tìm đâu. Đỏ như là đồng như này mà gai ấy. Đồ này là ông Quyến ông thích lắm. Mini ông Quyến ông vừa bắt cây của Hùng. Cũng được đợt đợt. Bữa nay hai đồng cái này. Đấy hòn đá gì. Đôi năm nữa thì không nhận ra cái đấy. Cái xương cá đấy là bao nhiêu đấy chị? Cái xương cá này là bao nhiêu? 3 triệu. Chó. Đấy. Cái này có những vời. Đêm mai rất đẹp. Cái này cho đi triển lãm châu Á Thái Bình Dương được đấy. Lại lấy giải chết. Hàng hàng ấy thôi. Rượu này mình nhìn cho chúng thử. Rượu thật à? Tám mèo hay gì ấy? Tám mèo à? Ừ, tám mèo mà. Nhìn màu nó biết. Minh anh cho đây. Minh ấy chả thấy bắt cái gì. Chán, dạo này chả thấy bắt cái gì. Rượu mua này chặt rồi. Ui, mở cái thơm thật. Thơm đấy. Thơm. Ấy đấy. Mở ra là ấy là cho mình hai chai đấy. Chắc biết mình thích cái món này đấy. Để vòng trước nói chuyện đi. Đấy, mầm nó to này chứ mình ra trong chúng ta mầm. Bầy cây không có lối đi quá. Đi vào thì lanh lách đổ cây chết. Đấy, nó quay. Đấy, cái này mặt này hay nhỉ. Mai sẽ thử. Trên điện. Quả trậu này nhìn rất hay nhỉ. Họ bế bỏ sư. Nặng đúng không? Mà nó cứ tròn đúng không? Ừ, họ bế nặng. Túm vào đâu? Có một chân nóng vào đâu? Chân như này sâu quá. Đâu cỏ này. Cái này là cây gì đấy? Mai chú tỉ. Là lớn à? Là lớn. Cái này nhìn nhận. Cảm giác hoa sướng lắm. Rúng rúng dáng vời. Hoa thơm. Véo véo đầm đầm.
nào lớn lên thì là thôi mấy đầu nữa là ra đi. Tao không về được 2.1. Vào giờ là 2.9. Đang đứng bảo hết cả chỗ rồi. Vẽ vời ở cây nào rẻ không? Đẹp, chúc anh giao lưu thành công, tắt máy để trả nợ anh cái nào.